Nguyệt Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, thì sáng nay Nguyệt Mai sẽ dậy sớm làm bữa ăn sáng cho Tý. Nguyệt Mai sẽ làm món mì Ý tại nhà nha cả nhà. Sau đó Nguyệt Mai sẽ đến trường. Xin mời cả nhà cùng xem Nguyệt Mai làm mì Ý và buổi sáng đến trường của Nguyệt Mai như thế nào nha. Đầu mang tập về thôi cả nhà ơi. Đầu tiên Nguyệt Mai sẽ luộc mì trước nha cả nhà. Vì thời gian luộc mì cũng hơi lâu cho nên Nguyệt Mai tranh thủ thời gian bắt cái nồi nước lên và bỏ mì vào Nguyệt Mai luộc. Nguyệt Mai cho vào một miếng dầu nữa để cho cái mì nó chút mình vớt ra nó không bị dính nha cả nhà. Trong thời gian luộc mì đó thì Nguyệt Mai sẽ thái cà chua nha. Nguyệt Mai chuẩn bị 6 quả cà chua. Và Nguyệt Mai sẽ thái ra thành hạt lựu nhỏ nha cả nhà. Để đỡ mất thời gian làm món mì Ý này, các anh chị có thể xào cà chua để sẵn trong tủ mát của tủ lạnh. Thì mỗi buổi sáng khi làm món mì Ý thì các anh chị chỉ cần đem cái nước sốt cà chua đó ra và xào cho nó nhanh hơn nha cả nhà. Nguyệt Mai thái cà chua xong rồi thì Nguyệt Mai cũng bóc một củ hành tím luôn nha. Rồi Nguyệt Mai cũng rửa hành tím cho sạch và thái ra thật là nhỏ nè. Sau khi thái hành xong rồi thì Nguyệt Mai chuẩn bị một cái chảo cho vào dầu vào chảo và Nguyệt Mai sẽ phi hành tím cho nó vàng thơm nha. Tiếp theo đó Nguyệt Mai sẽ cho vào một chén thịt heo xay nha cả nhà. Các anh chị có thể cho thịt bò cũng được, nhưng vì Tí nhà Nguyệt Mai nó bị phong á, cho nên Nguyệt Mai hạn chế thịt bò. Nguyệt Mai cho vào trong đây muối, đường, bột ngọt, bột nêm, miếng dầu hào và miếng dầu mè nha cả nhà. Sau đó Nguyệt Mai sẽ cho cà chua vào xào, nấu cho nó nhừ nha. Nguyệt Mai nêm vào một muỗng nước mắm để cho nó thơm và vị nó đậm đà hơn nha cả nhà. Sau khi tất cả cà chua và thịt nó đã nhừ rồi thì Nguyệt Mai xúc bớt ra nè, chừa lại trong chảo một ít nước sốt thôi và Nguyệt Mai cho vào mì Ý vào xào. Xào như vậy thì để cho cọng mì nó thêm mềm và nó nóng, và một phần nữa là nó ngấm được cái nước sốt cho nó đậm đà hơn đó cả nhà. Sau khi Nguyệt Mai đã xào mì nó cũng đã thấm một phần nước sốt rồi thì Nguyệt Mai sẽ bắt ra đĩa nha. Nguyệt Mai bỏ ra đĩa nè. Sau đó Nguyệt Mai sẽ múc nước sốt để lên trên cái đĩa mì mà Nguyệt Mai vừa mới xào đó. Rồi cho thêm vài cọng ngò cho màu xanh cho nó thơm nè. Cho một ít tiêu nữa. Thế là Nguyệt Mai có được một dĩa mì cho buổi sáng rồi đó cả nhà. Nhìn cũng hấp dẫn lắm đúng không cả nhà. Món mì Ý này Tí rất là thích ăn, nhưng vì Nguyệt Mai bận nên cũng ít làm. Nhưng bây giờ Nguyệt Mai có một bí quyết làm tiện hơn, đó là mình sốt cà chua để sẵn trong tủ lạnh nha. Nguyệt Mai mời cả nhà ăn sáng cùng Nguyệt Mai nha. Ăn sáng xong rồi Nguyệt Mai sẽ đi đến trường nha cả nhà. Hôm nay Nguyệt Mai mặc bộ đồ Nguyệt Mai mới mua đó. Đây là trường của Nguyệt Mai nè cả nhà. Có một cái hàng hoa giấy rất là đẹp luôn. Sân trường bây giờ đã vắng rồi. Các em đang vào tiết học. Hôm nay Nguyệt Mai được nghỉ 2 tiết đầu, cho nên Nguyệt Mai sẽ đến trường lúc 8:30. 9 giờ các em sẽ ra chơi vào, và Nguyệt Mai bắt đầu dạy lúc 9 giờ nha cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ đi lên lớp của Nguyệt Mai nha, xem các em đang học gì nha. Sân trường buổi sáng rất là đẹp luôn đó cả nhà. Nguyệt Mai sẽ đi lên lầu 3 nha. Lớp học của Nguyệt Mai nằm ở tiết trên lầu 3 đó cả nhà. Lâu quá Nguyệt Mai không có đi cầu thang, cho nên hôm nay đi Nguyệt Mai cảm thấy hơi bị mệt một chút đó. Sân
sắp đến nơi rồi, mệt quá cả nhà ơi. Từ trên cao nhìn xuống sân trường, rất là đẹp luôn đó cả nhà. Nhiều cây xanh, rất là mát nè. Đây, lớp học của Nguyệt Mai các em đang học giờ tiếng Anh nè cả nhà. Còn bây giờ là ra chơi rồi, các em được xuống sân ra chơi. Buổi sáng chỉ có khối 1, khối 2 và khối 5 học, cho nên sĩ số học sinh hơi ít. Vì do tình hình là dịch bệnh đang còn phức tạp, cho nên là phải chia ra học 2 buổi đó cả nhà. Khối 3 và khối 4 là học buổi chiều nha. Các em một số vẫn ngồi trong lớp, không có ra chơi để hạn chế tiếp xúc đó cả nhà. Chín giờ rồi, Nguyệt Mai sẽ bắt đầu tiết dạy của Nguyệt Mai nha cả nhà. Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Nguyệt Mai. Hãy đăng ký kênh ủng hộ Nguyệt Mai nhé. Nguyệt Mai xin chào cả nhà.